Chương 3. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc vóc, đeo vàng, mặc áo, quần lè loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình giường ấy, như Sarah phân phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết, mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhượng, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Vả, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo, phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo, vì mắt của Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành, thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước, chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn đấng Christ làm Chúa, làm Thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dừng ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Vả, đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt, thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn, thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch, thở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục, chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người. Pháp báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải là sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.